Trời ơi, ta nói hết bóp con cọp bắt con cọp rồi tới bây giờ tới bóp con bạch tuộc. Thôi bỏ mấy con đó qua bên đi ha. Hôm nay hãy cùng Khoa tìm hiểu về việc ghép đôi sinh sản ở hamster nha. Mục đích là gì? Để ghép đôi sinh sản thôi. Câu hỏi đầu tiên là ghép một con đực và một con cái là sinh sản được đúng không? Cái câu hỏi này đúng nhưng chưa đủ. Để ghép được thì các bé phải chung một dòng nữa, giống như là Winter phải ghép với Winter, Campbell phải ghép với Campbell. Việc ghép khác dòng thì có thể làm cho các bé không sinh sản được hoặc là cắn nhau đến chết luôn. Câu hỏi thứ hai là liệu khác màu mắt, màu lông thì có ghép được hay không? Dạ, cái này là ok bình thường nha, miễn là tụi nó chung một dòng là được. Nhưng nếu các bạn có chọn màu lông thì nên ghép đúng màu mắt nha. Làm sao ghép đôi để tụi nó hạn chế cắn nhau đây? Các bạn có thể dừng màn hình khoảng chừng là 20 giây để có thể đọc lại tất cả những nội dung Khoa đã đúc kết được trong suốt khoảng thời gian qua nè. Sau một thời gian nuôi dưỡng thì Khoa thấy là con đực nó có xu hướng nhường nhịn con cái hơn. Cho nên khi mua các bạn có thể chọn mua đực trước nha. Và câu hỏi cuối cùng là làm thế nào khi hai đứa vẫn choảng nhau? Nếu mà tụi nó yêu thương hung hít nhau thì vẫn để bình thường đi. Còn nếu mình thấy cắn nghiêm trọng quá thì hãy tách đôi tụi nó ra nha. Chúng ta có thể dùng cái chuồng ngăn đôi này để cho tụi nó quen mùi nhau, dễ ghép sinh.